Đông là chuyên viên môi giới của bất động sản Eco thuộc tập đoàn Bai Group. Các bạn thấy Sài Gòn đẹp lắm đúng không? Nó đẹp giống như những hoài bão và ước mơ của tôi vậy á. Tôi đến với Sài Gòn, đến với nghề môi giới, ban đầu là sự chọn lựa ngẫu nhiên. Và lúc đó tôi làm việc hoàn toàn bằng bản năng của mình. Nào là cơm áo gạo tiền, nào là mất mát niềm tin, rồi hụt hẳn trong cuộc sống. Mọi thứ áp lực cứ đè nặng lúc tôi vào Sài Gòn như thế. Giờ đây, sau 6 năm, thì bất động sản thật sự là sự nghiệp của đời tôi. Và tôi buộc phải là một môi giới giỏi nhất trong nghề. Nhiêu ơi. Công việc mỗi ngày của tôi là tìm kiếm, chăm sóc và khai thác nhu cầu mua bán bất động sản của khách hàng, tư vấn hỗ trợ để khách hàng bán và mua bất động sản của họ một cách nhanh chóng và an toàn. Với phương châm niềm tin của khách hàng là niềm vui của một nhân viên tư vấn, tôi gọi khách hàng là kho báu của đời mình. Các bạn thấy đó, mỗi ngày đến công ty gặp gỡ và làm việc với đồng đội là một điều hạnh phúc nhất của tôi. Không chỉ gọi là đồng nghiệp, đi xuống mà luôn. Có thể nói đó là anh em một nhà. Ở đây, chúng tôi cùng vui sướng, cùng khó khăn, cùng san sẻ, cùng vượt qua và chinh phục thành công cùng nhau. Tôi gọi đó là gia đình. Bản thân tôi trước khi vào nghề bất động sản là một phiên bản rất là ngờ nghệch, không giỏi ăn nói, không giỏi giao tiếp, tìm kiếm khách hàng, lúc nào trông có vẻ cũng hoang mang, rụt rè và mờ nhạt. Bằng sự cố gắng kiên trì và luôn luôn học hỏi, mục tiêu là thay đổi bản thân và kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho gia đình và tương lai. Tôi phải luôn là một phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi làm chủ đời tôi. Chào, tôi là Mục Đồng, là chuyên viên môi giới bất động sản Eco từ tập đoàn Bai Group. Cuộc tranh tài tỷ phú môi giới bất động sản, nơi tìm kiếm tài năng nhà môi giới thời đại mới. Phần thưởng dành cho quán quân là 1 tỷ đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn. Đăng ký ngay để trở thành tỷ phú môi giới bất động sản mùa đầu tiên